Ok, chào bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng chơi ván đấu. Mục đích của mình quay những ván chơi trực tiếp thế này là để các bạn có thể hình dung cụ thể hơn các cái khai cuộc trên lý thuyết và trong thực tế nó sẽ được sử dụng như thế nào. Và đồng thời đó là mình muốn cho các bạn thấy cái quy trình suy nghĩ, tấn công cũng như là phòng thủ trong một ván đấu trên thực tế nó diễn ra thế nào, để các bạn có thể xem và tự rút ra bài học cho bản thân. Ở đây thì chúng ta thấy đây là thế Italy và mình sẽ chơi phát triển những nước cơ bản, đó là lên mã, lên tượng, nhập thành để đấu lại thế Italy. Chúng ta thấy là ở đây chúng ta có biến ở nước thứ năm này, nó là nước trắng đẩy lên D4. Thì ở trong video về Italy mình đã phân tích rồi, thì ở nước này nước tốt nhất đó là mình sẽ lấy tượng để ăn tốt. Ở đây thì chúng ta thấy trắng lấy mã ăn, thì mình sẽ lấy mã để ăn lên. Khi ở đây trắng đẩy tốt, mục đích là để tấn công vào con tốt ở E5. Lúc này thì mình sẽ phòng thủ cho con tốt này. Khi mình đẩy tốt này lên, trắng ăn, mình sẽ lấy tốt ăn lên. Nếu trắng đẩy tốt đuổi mã, mình về mã, trắng lấy hậu để đổi với hậu thì mình sẽ lấy mã để ăn về. Như vậy thì ở đây có thể đẩy tốt lên. Nếu mình không đẩy tốt thì cũng sẽ bị mất tốt, mất con tốt này. Ở đây thì đẩy tốt sẽ là nước tốt nhất. Đuổi mã rồi. Ở đây nếu trắng đuổi hậu thì mình sẽ lấy mã để ăn về. Chúng ta quan sát chút thì chúng ta thấy là ở đây thì con tốt này không được bảo vệ, mình có thể lấy mã để ăn. Ở đây trắng lấy tượng để ghim mã, nếu mình ăn tốt thì trắng sẽ lấy tượng để ăn mã. Mình lấy vua ăn sang thì trắng có thể lấy xe để ăn con tốt này, và trắng có quân xe đứng ở hàng thứ bảy rất là mạnh. Ok, ở đây thì về cơ bản thì cờ vua chúng ta cần phải tính toán không chỉ một nước mà phải từ 3 đến 4 nước. Ở đây mình đang tính là mình sẽ ăn mã vào đây. Khi đó thì trắng sẽ lấy tượng để ăn con mã này. Mình lấy vua ăn sang. Và trắng, nếu mình là trắng thì mình sẽ lấy xe để ăn vào tốt này. Khi đó thì quân mã ở đây, quân mã mình đang ở đây, mình sẽ lùi về đây để bắt tượng hoặc là xe. Thì về cơ bản kế hoạch là như vậy. Còn đâu nếu mà chúng ta thấy là khi mình ăn vào đây mà quân 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 một trường hợp khác đó là khi mình ăn mã vào đây thì trắng sẽ lấy tượng để ăn vào đây chiếu. Vậy là ý đồ của trắng là như vậy. Ở đây thì mình sẽ không thể đi con mã này được. Khá là hay. Nếu nhập thành thì cũng phải là nước hay, vì khi tượng ăn vào mã thì con tốt ăn lên và xe sẽ ăn tốt. Như vậy thì mình vẫn có cái điểm yếu ở vị trí F7. Ở đây có lẽ mình sẽ lên tượng và chấp nhận để bên trắng ăn hơn một tốt về tượng. Trắng lại về tượng để giữ tốt. Nếu vậy thì ở đây thì nhập thành sẽ không phải nước hay. Mình sẽ lên vua để khi tượng ăn vào mã thì mình sẽ giữ giữ vua sẽ giữ quân tốt ở ô F6. Quân mã này sẽ phải phát triển lên đây để có thể đưa xe ra tấn công. Lên mã. Bây giờ nếu mình là trắng thì mình sẽ tìm cách là đưa xe hay là đưa đôi xe ra để tấn công quân tốt này. Nếu vậy thì mình sẽ phải tìm cách giữ quân tốt này với quân xe ở đây. Mình sẽ đưa xe sau đó đưa lên đây để giữ quân tốt này. Thì đó chính là ý đồ. Lên mã. Quân mã ở đây thì chúng ta thấy là có thể là muốn nhảy về đây, sau đó nhảy lên đây. Ở đây thì mình sẽ đổi mã.
Chúng ta thấy là nếu trắng đưa được mã về đây, sau đó nhảy lên đây thì trắng có quân mã rất mạnh. Ở đây thì bắt buộc là trắng sẽ lấy tượng để ăn lên. Bây giờ thì mình sẽ phát triển mã. Chúng ta thấy là trong ván cờ này thì có cột mở duy nhất, đó là cột E. Xin lỗi, đây là cột D. Và mình sẽ đưa xe ra để chiếm cột mở này. Lên xe rồi. Như vậy là trắng muốn đưa xe ra đây. Nhìn chung thì cũng không có gì nguy hiểm. Mình sẽ đưa xe ra chiếm cột mở này. Nếu mà trắng đưa xe vào đây, vào ô F1 thì mình sẽ lên xe để giữ. Thì đó chính là kế hoạch. Bây giờ thì nếu mình là trắng thì mình sẽ muốn là tấn công con xe này bằng cách đẩy tốt lên. Khi đó thì mình sẽ lên tốt để chặn lại. Lên tốt. Ở đây chúng ta nếu bây giờ chúng ta tìm cách phòng thủ bởi vì hai bên chưa có bên nào tấn công được. Trắng có quân tượng màu trắng thì mình sẽ đưa tốt các quân tốt của mình đứng ở ô màu đen thì có thể tránh được sự tấn công của trắng. Và đây sẽ là nước đẩy tốt lên A5. Lên tốt. Chúng ta thấy là trắng muốn lên tốt để đưa ngăn mã mình nhảy lên ô F4. Đây là một nước phòng thủ của trắng thôi. Ở đây mình sẽ lên tốt và tấn công con tốt này. Chúng ta sẽ xem là trắng sẽ tấn công thế nào. Nhìn chung cờ tàn thì quân tượng thì được đánh giá cao hơn là quân mã. Bây giờ để xem. Nếu mình đưa mã lên đây, tấn công quân tốt này và dọa chiếu ở đây thì trắng có thể ra xe đây để bảo vệ. Ở đây nếu mình không ăn, mình lên tốt đây chẳng hạn. Khi đó thì trắng sẽ ăn và trên bàn cờ có một cột mở nữa và trắng có thể sử dụng cột mở này để tấn công. Vậy cho nên là ở đây mình sẽ lấy tốt để ăn của trắng. Bây giờ thì chúng ta thấy là trắng có hai con tốt này gọi là tốt treo, mình sẽ tấn công với con xe. Xe sẽ lên đây để tấn công. Và như bạn thấy thì mình có thể bắt được một trong các quân tốt ở E4 hoặc là ở B4. Đổi với mã rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ lên lấy tốt nào để ăn lên. Thì theo mình đó là mình sẽ lấy tốt để ăn lên chứ không phải lấy vua ăn lên, vì nếu lấy vua ăn lên thì trắng có thể đưa xe xuống đây để tấn công con tốt này. Trắng muốn đuổi con tốt này. Như vậy mình sẽ phòng thủ lại. Rồi, như bạn thấy thì mình đang hơn hai tốt. Và thế trận thì tương đối là an toàn. Chưa có vấn đề gì cả. Mình sẽ không cho trắng có thể chiếu. Như vậy là chúng ta thấy nếu trắng chiếu thì mình sẽ lùi xe về và cũng không có vấn đề gì cả. Ở đây thì mình sẽ tấn công nhánh vua của trắng và quân tốt này được gọi là quân tốt bão. Mặc dù nó tốt cô lập nhưng mà mình dùng để tấn công nên nó sẽ không bị không không bị yếu. Ở đây thì là cờ tàn, xe và tốt. Mình hơn hai tốt. Ở đây nếu mình là trắng thì mình sẽ không đổi. Vì nếu đổi thì sẽ trắng sẽ rất khó để hòa. Đuổi tốt. Ở đây mình sẽ lên tốt. Nước đánh rất là hay của trắng. Vậy là trắng đã ăn hơn được một tốt rồi. Mình đang chú ý đến thời gian cho nên là nước này đã không tính kỹ để trắng có thể ăn được tốt.
À, ván đấu này thì có thể hòa. Ở đây mình hơn một tốt thì cũng khó để có thể thắng. Ở đây nếu trắng mà đổi xe mình thì có lẽ cờ hòa, nhưng mà đây trắng không đổi. À, có thể mình sẽ thắng. Chèo có thể thôi. Cờ tàn mà muốn thắng thì các bạn không được đổi tốt. Nếu mà đổi tốt thì ván cờ sẽ rất dễ hòa. Nhưng mà mình chỉ còn hơn một phút thì có lẽ ván đấu này hòa cũng được. Mình sẽ đưa vua ra để tấn công con tốt ở bên này. Lên vua. Mình sẽ không cho vua trắng tiến lên. Trắng bắt buộc phải lùi vua lại. Ván đấu này có lẽ là hòa rồi. Mình sẽ đổi xe để cho hòa. Thời gian không còn nhiều, nếu còn nhiều thì mình có thể tính toán. Không biết có hòa được không đây. Trắng đang đi để cho mình hết giờ. Vậy mình sẽ thua. Hòa không đây. Thì ở đây các bạn thấy đây là thế Italy, và nhìn chung thì ván đấu nó sẽ được triển khai diễn ra như vậy.